hình con gái kỳ quá ha. Ở ngay chỗ này mà cũng có mông nữa kìa. Đồ ngốc, không phải là mông mà là ngực đó, là ngực biết chưa? Là ngực sao? Chính là nơi mà em bé thích nhất đó. Và cả mấy thằng con trai cũng thích luôn.